Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điện Tổng Hợp của mình. Thì ở cái video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu một cái bảng điện. Rất là đơn giản. Thiết bị gồm một cầu chì, một công tắc và một ổ cắm. Công tắc sẽ điều khiển cho cái bóng đèn. Đây. Đây là một cái bảng điện khá là thông dụng. Đây là cầu chì các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi đấu nối cho các bạn cùng theo dõi. Mình sẽ mở hết nó ra. Đầu tiên mình sẽ đấu một cái dây đi qua cầu chì. Thì theo cái nguyên tắc để an toàn về điện thì cái dây lửa mình sẽ đi qua cầu chì. Đây, mình sẽ dùng một cái sợi dây điện màu đỏ. Cầu chì có tác dụng là bảo vệ khi ngắn mạch thì cái sợi dây chì nó sẽ bị đứt các bạn. Như vậy là mình đã đấu xong cầu chì. Đây là đầu vào các bạn nhé. Pha lửa sẽ đi vào. Đây, cầu chì của nó đây các bạn. Đây là một sợi dây chì này. Đó. Đây là một sợi dây chì. Khi mạch có hiện tượng chập thì cái dây chì này sẽ nóng và đứt. Không cắt nguồn điện đi vào trong bảng điện. Tiếp đến đầu ra của cầu chì mình sẽ đấu xuống ổ cắm.
Mình lấy luôn tha lửa vào trong chân của cung tạ, cấp nguồn cho bóng đèn. Đồng thời lấy luôn một dây nữa để cấp nguồn cho ổ cắm. Chỗ cái má cung tắc này thì mình sẽ đấu chung 2 dây, một dây sẽ cấp xuống ổ cắm, như vậy là mình đã đấu xong cái pha lửa. Đầu vào đi qua cầu chì, đi vào cùng một má của cung tắc và đi vào một má của ổ cắm. Bây giờ tiếp đến sẽ là cái dây nguội, sẽ ăn thẳng trực tiếp vào má của ổ cắm. Mình sẽ lấy một sợi dây màu trắng để phân biệt rõ giữa dây lửa và dây nguội. Như vậy là mình đã đấu xong. Tiếp đến mình sẽ đấu lên bóng đèn. Thì cái đuôi đèn mình đã đấu sẵn 2 dây này các bạn này. Đuôi đèn mình đấu sẵn 2 dây. Dây đỏ dây là dây lửa. Thì mình sẽ ăn vào một má của cung tắc, ăn vào má còn lại của cung tắc. Một cái dây của bóng đèn dây đỏ mình sẽ ăn vào một má của cung tắc.
Như vậy mình đã đấu xong. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn. Cấp nguồn một cái bảng mạch này cho các bạn xem. Dây lửa mình sẽ đấu vào máy ép. Đây là ép tổng, mình có một con ép tổng. Thì dây lửa thì cái quy định quy ước của mình đi làm điện ấy, thì pha lửa mình sẽ đấu bên tay trái, pha nguội mình đấu bên tay phải. Còn các bạn mới đấu thì chưa biết thì các bạn có thể dùng bút điện hoặc đồng hồ đo để kiểm tra xem pha nào là pha lửa, pha nào pha nóng, để đấu bảng điện cho an toàn, đảm bảo kỹ thuật. Đó, pha lửa thì mình sẽ đấu với pha lửa ở át, pha nguội. Pha nguội của bảng điện sẽ ăn chung với pha nguội của bóng đèn. Dây nguội sẽ ăn chung. Đó. Như vậy là mình đã thực hành đấu nối xong, mình sẽ lắp bóng điện vào. Rồi. Bây giờ mình sẽ bật điện thử cho các bạn xem. Đó. Các bạn thấy không? Ổ cắm đã có điện này, đèn báo đã có này. Bây giờ mình sẽ bật tắt công tắc điều khiển bóng đèn. Đó, bạn thấy không? Này, đây là dây đấu đằng sau của nó. Các bạn có thể quan sát. Dây lửa từ át tổng, pha lửa sẽ đi qua cầu chì, đi vào một má của công tắc và đi xuống một má của ổ cắm. Má còn lại của công tắc là đấu với dây lửa của bóng đèn. Và dây nguội đi từ át tổng đi vào một má của ổ cắm, ăn chung với dây nguội của dây bóng đèn. Rất là đơn giản phải không các bạn? Đó. Như vậy là qua cái video này thì mình cùng các bạn đã đi thực hành đấu nối một cái bảng điện khá là thông dụng, gồm một cầu chì, một công tắc và một ổ cắm điều khiển một bóng đèn. Các bạn xem video thấy hay và có ích thì nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Các bạn có góp ý gì cho mình thì hãy để lại comment ở phía dưới video để mình có thể rút kinh nghiệm và có thể ra những cái video với những nội dung thiết thực hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.